giờ này còn sớm lắm cả nhà, cho nên là thôi mình không có đi vào trong trung tâm nữa nha. Mình không vào trung tâm thương mại nữa mà mình đi vòng vòng phía ngoài nha. Nhưng giờ này còn sớm cho nên bà con cũng chưa có mở cửa. Thường thì ở những thị trấn, những huyện như thế này thì bà con mình sinh hoạt cũng trễ hơn. Dạ. Đây, đoạn này là chợ rồi nha cả nhà. Đây, chợ mình phải đi vào phía bên trong này nè. Trong này là mới là chợ nha. Hôm nay thì chung một vòng tay cũng muốn ghé để ghi hình khung cảnh cho cả nhà xem. Bởi vì cũng theo lời yêu cầu của một số bạn là muốn Kim đến đây ghi hình trung tâm thương mại và chợ Phú Tân. Thì hôm nay mình cũng ghé một vòng cho cả nhà xem ha. Trung tâm thương mại Phú Mỹ thì có hai mặt tiền nha cả nhà. Hồi nãy mình ghi hình mặt tiền phía đằng trước rồi. Bây giờ còn đây là mặt tiền phía sau. Đây là phía trong này là chợ nha cả nhà. Còn phía phía bên trung tâm thương mại thì chỉ bán vải, bán quần áo may sẵn và mỹ phẩm thôi nha. Còn bên đây thì là mới là chợ nè. Không biết cả nhà mình có muốn vào chợ không? Thôi kệ, mình cũng đi vào một chút xíu nha. Dạ vâng, để ghé gửi xe ha cả nhà ha. Phía bên ngoài của trung tâm và phía bên ngoài chợ ha. Dạ. Bây giờ mình phải chạy xuống đây nè. Đi xuống đây mình mới đi cái hướng này mình vô chợ cũng được nè. Đây, chợ là ở trong này nha cả nhà. Bà con cũng mới dọn hàng thôi cả nhà ơi, cho nên là cũng chưa có nhiều người đi chợ. Thì thôi thì mình đến sớm quá thì toàn chợ như thế nào thì có sao mình ghi vậy cho cả nhà xem nha. Đây là ngôi chợ trung tâm, chợ lớn nhất của huyện Phú Tân nha cả nhà. Dạ vâng. Lên trang đầu luôn ha. Cái bà chị à. Dễ thương không cả nhà, đó đầu chợ bước vô là gặp bà chị vui vẻ của mình này. Dạ. Rồi em cảm ơn chị, em chúc chị ngày mới buôn may bán đắt ha. Dạ dạ. Lên hết luôn á. Chị em mình vui vẻ là lên hết á. Phải nói là hôm nay là Kim đến sớm quá cả nhà ơi, cho nên là chợ bà con mình cũng mới dọn hàng đó thôi.
À, còn bà con chắc ngủ chưa dậy, sao giờ này chưa thấy ai đi chợ, chợ cũng cả dân cả nhà. Chợ ngon quá trời, nhà đủ thứ luôn. Chàng ơi đi theo bắn cá kìa. Trời ơi giỏi không đây nè. Trời ơi con đi theo con bắn cá hả? Ôi trời ơi cũng săn quần ống cao ống thấp kìa kìa, đúng lắm chứ bộ. Ra bắt cá vô đây. Bắt cá. Nè ra bắt cá nè con, này cá ra nè. Nè, nè 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 nè. Đằng kia nó càng nữa, ở đây con nữa nè. Đây nữa nè, đây còn cá lắm. Rồi cái này tại vì do Kim đến sớm quá cho nên bà con cũng chưa có đi chợ nhiều cả nhà. Em còn đi nữa mới về tới trưa mới về. Giờ này còn sớm chị ơi, giờ này còn sớm lắm. Em mà đi ra đường một cái lòng vòng em tới 12 giờ 1 giờ mới về không bởi vậy thấy cũng muốn mua ghẹ lắm nè mà không có làm sao mua được. Dạ. Dạ. Giờ này chưa có đông à. Dạ. Chợ gầm quá chị ơi. Đúng rồi, chợ gầm thì mấy cái đồ mặn mình nó cũng chậm chút ha. Dạ, trời. Chợ gầm là coi như là nghỉ nhiều lắm. Mà gầm đây là gầm lớn nữa chứ. Dạ, gầm lớn đúng rồi. Bởi vậy. Ở đây gầm lớn là bán nhiều đó rồi. Dạ. Bởi vậy em cũng đâu có tính em vô bữa nay quay chợ này đâu. Nhưng mà có mấy bạn vô kênh mình coi yêu cầu. Dạ. Thì bà Na thôi kệ cũng đi quay chứ chợ này cũng quay mấy lần rồi. Dạ. Nhưng mà yêu cầu thì kệ mình cũng đáp ứng yêu cầu của mấy bạn mình đi nữa. Cho mấy bạn xem. Rồi thôi cảm ơn chị nha, em đi nha. Dạ. Bệnh nè nói chuyện khăn tiếng nè. Hôm nay thì nhằm ngày thương nha cả nhà, ngày rằm. Rằm lớn, rằm tháng 10 rằm lớn cho nên bà con mình buôn bán cũng nghỉ bớt nè, để ở nhà cũng đi cúng chùa cũng lễ nè cả nhà. Cho nên là cũng vắng nè. Cũng có mấy sạp nghỉ nè cả nhà, chứ thường thì sinh hoạt buôn bán kín hết trơn luôn. Không có sạp nào mà không có người hết trơn. Đó, bây giờ em đâu mặc đâu hai mấy ngày không có dao bán mì nó lộn lấy bọc quýt cho bà Năm. Rồi, ra đây có một bọc bán. Đi xuống cái khóm này. Khóm này thì thấy đông đông chút. Hơi vắng khách một chút nhưng đồ chay thì ngon lắm, bà con mình nên nhiều lắm. Cô bên cô cũng đồ chai, bên kia cũng đồ chai luôn. Đây đồ chai bán sẵn hết nè. Mình sẵn gì cái tới hồi cái mua về mình ăn thôi, hâm lại ăn thôi, khỏi phải nấu thôi làm. Như con cũng vậy đó, con đi con cũng mua sẵn, không có bây giờ về cái con không biết nào, con không biết làm, con không biết làm đồ tương. Rồi cứ mua chao ăn hoài. Nói đồ tương cũng khó làm lắm. Dạ. Thì con cảm ơn nha cô. Hôm nay thì lạc bác chút xíu hết trơn chị. Dạ. Dạ. Ngày thường mình có bán không cô? Ngày thường có bán đồ tương luôn. Dạ dạ. Dạ hôm nay trời nắng cho nên cái mai con quay thấy tối buồn nè. Không không nhìn thấy hơi tối.
còn bên đây cũng đậu tương luôn. Đậu tương luôn. Dạ, ngon quá trời luôn. À, thôi con cảm ơn cô nha, con chúc cô nhiều sức khỏe, vun may bán đắt cô ha. Rồi đi vô trong này chút nữa. Tiện thôi cả nhà ha. À, ở đâu cũng vậy á, những cái chợ mà khu vực lớn như vậy, chợ lớn, chợ huyện như thế này thì à, phải nói là bán đủ thứ mặt hàng hết, không thiếu cái gì luôn nha. À, chợ nhỏ mà còn có nhiều thì đừng nói chợ lớn, chỉ chợ lớn cũng rất là nhiều luôn, đủ thứ hết. À, và đặc biệt là ngày ăn tương, ngày rằm như thế này thì bà con mình phải nói là đồ chay bán tuyệt vời luôn. Mà không riêng gì ngày rằm đâu, cả nhà ngày thường cũng vậy nữa. Bởi vì đâu phải ai cũng ăn mặn hết đâu à. Cũng có một số người bà con mình cũng chọn ăn lạc, ăn tương để cho nó nhẹ nhàng, cho tâm mình nó nhẹ nhàng. Thì Kim cũng vậy đó, cũng giống như mọi người thôi. Và những ngày rằm, ngày lễ thì Kim cũng ăn tương. Dạ. Vì vậy mà cái đoạn bán đồ tương này đông hơn ở bên phía đồ mặn hơn cả nhà. Hồi nãy mình tưởng đâu là mình đến đến sớm quá, nhưng không phải đâu, bởi vì bà con mình ăn tương đó, cho nên tập trung ở đồ bán đồ chay, đồ tương nhiều hơn, thế cho nên là thấy có người đông hơn. Quay trực tiếp hả? Dạ. Đó, cả nhà thấy không, quá chừng luôn nè, ngon lắm nha cả nhà. Mình cũng vậy nữa, mình cũng chuẩn bị cho mình đồ tương ở nhà rồi, cho nên hôm nay mình đi ghi hình thôi, mình không mua gì hết nha. Đây nè, này cái này cũng dàn hàng đồ tương này cả nhà, ngon quá trời. Hai cây đi cô, đồ nóng sẵn, ngon sức bị bì nữa kìa. Nè cô khéo tài ghê. Còn đây thì là gian hàng chè, gian hàng chè xôi. Yeah. Xôi, đây là xôi đậu đen. Dạ, đây xôi đậu đen này cả nhà. Xôi đậu đen này ha. Yeah. Rồi cái này là chè ỉ hả chị? Dạ, chè ỉ. Con này là chè xôi nước mà da dạ. Cái miếng rợ màu vàng. Dạ, dạ. Rồi, vậy là dinh dưỡng nha cả nhà. Dinh dưỡng cả nhà. Cái này là bí đỏ chứ không phải là màu đâu nha. Dạ. Dạ. Còn cái này là cái gì chị? Đây là mắm chân. Dạ. Thảo tôi chai thử rồi. Dạ. Chè nó đi. Hồi 30 ăn đây nãy nữa. Ờ, sâu rồi. Đây là cá chai rồi. Dạ. Luôn. Dạ. Tuy nhiên không có bao quản cho gì hết. Dạ dạ. Cho con 5 viên chè độc hại. Trời ơi. Tuyệt vời quá cả nhà ha. Nhưng mà hôm nay là vào ngày rằm á cả nhà, vào ngày ăn tương, cho nên bà con mình tập trung ở khu vực đồ tương, đồ chay nhiều hơn. Cho nên nãy giờ mình tưởng mình đi sớm nhưng mà không phải đâu, bởi vì là những gian hàng đồ mặn thì hơi vắng. Dạ. Đó, như cả nhà nhìn thấy nè, cũng có nhiều sập thịt cũng không bán, bởi vì là ngày rằm bà con mình ăn tương nhiều hơn đó, cho nên đồ mặn bán chậm. Rồi cũng có một số bà con mình tạm nghỉ một ngày tương, ngày rằm này. Dạ vâng. Chị ơi, cá nhảy ra kìa chị. Cũng bún bánh canh nữa ha cả nhà. Thank you.
xíu nha cả nhà, mà trong nhà lòng thì bà con hôm nay ngày tương đó cũng nghỉ nhiều rồi, cho nên cũng không có gì để quay nữa. Mà có mấy gian hàng cá chả này cả nhà. Như nãy giờ Kim nói đó, hôm nay là ngày rằm, rằm tháng 10, rằm lớn trong năm. Cho nên bà con mình bán đồ mạnh cũng nghỉ hết mấy gian hàng nè. Cho nên nhìn thấy thưa ha cả nhà ha. Chứ còn nếu như ngày thường thì những gian hàng này ngồi kín hết, không có nghỉ như vậy đâu nha. Bởi vì trong đây là bán cá, tôm, hải sản đặc biệt, cho nên là ngày rằm và bà con mình ăn chay, ăn tương nhiều hơn. Cho nên là những gian hàng đồ mặn cũng nghỉ bớt đó cả nhà. Vì vậy mà nó cũng vắng. Dạ. Còn đây thì bán tạp hóa nha cả nhà. Nhưng cũng còn sớm mà bà con cũng có cái này thì không phải ngày nào mình cũng dùng hết, cho nên là thấy bà con cũng ít ghé nữa. 3.000 hay 6.000 mua 3.000 có 3.000. Lên YouTube mình quay gì á bà chị? Dạ quay chợ. Quay chợ hả? Quay chợ rồi quay bến đò, quay đường phố cho bà con xem. Dạ. Rồi cũng quay Dính mấy anh luôn đang thư giãn bên ly cà phê sáng nè, Dính luôn. Dạ có gì đó. Dạ. Gì ấm áp miền Tây hả? Dạ ấm áp miền Tây, chung dạ, một vòng tay nữa hai kênh lận. Cũng mấy bạn cũng yêu cầu nè trở lại quay chợ Phú Tân, thành ra là hôm nay đi qua đây quay nữa. Thôi em đi nha. Dạ dạ thôi em đi. Đẹp mà trưng bày cũng đẹp nữa. Đó. Đúng là chợ chợ huyện có khác cả nhà ha. Còn như những nơi khác nhỏ nhỏ thì bà con mình cũng bán hàng la đó, không có dọn hàng theo kiểu này đâu, cứ đổ một đống ra như vậy đó. Sơ ri rồi mận, vú sữa. Thiên lý mình xào lên ăn nó rất là giòn. Thơm quá, đến hàng trái cây thơm lắm cả nhà. Đây là hồng giòn nè, mẫn cầu thái nè, sô chê, xoài chôm chôm, rồi là nho, nhãn, táo lê.
cam. Còn trái này là trái xay nha cả nhà. Dạ vâng, cái này là trái, này là trái xay nha. Có lần mình cũng đi ghi hình ở Châu Đốc, mình cũng có mua trái này rồi. Trái xay. Còn cái này là chuối sáp nè. Chuối sáp này là còn sống nha, chưa có luộc chín nha cả nhà. Luộc ra thì nó mới dễ nha. Riêng cái chuối sáp này thì mình ăn sống không được, ăn sống không có ngon đâu cả nhà, mà lại luộc lên thì tuyệt vời lắm. Luộc lên thì nó rất là dẻo, dẻo ngọt mà thơm nữa cả nhà. Thôi thì cũng theo lời yêu cầu của mấy bạn thì Kim cũng ghi hình lại cảnh chợ Phú Tân cho cả nhà xem. Hôm nay là thì mình đến mình ghi hình thì vướng vào ngày rằm cả nhà, cho nên bà con mình cũng hơi vắng một chút. Vắng là vấn đề bên phần đồ mặn nha. Còn đồ tương, đồ chay thì bà con mình đến mua rất là đông. Thôi thì khung cảnh chợ thì cũng chỉ có bấy nhiêu đây cả nhà. Có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Bởi vì chợ hôm nay chợ ngày rằm cũng bà con mình cũng buôn bán, cũng có một số sạp nghỉ bán rằm. Cho nên là bởi vì là bán thịt cá, bán mặn đó, thì bà con cũng không có mua nhiều như ngày thường. Còn như thế nào thì Kim cũng ghi hình thế đó cả nhà xem nha. Có gì nữa thì cũng mong cả nhà thông cảm nha. Bởi vì có dịp đi về Phú Tân thì Kim mới ghi hình theo lời yêu cầu của các bạn. Chứ nếu không thì mình cũng không có đi ngang qua đây nữa. Còn đây là những mấy cái này là bán theo cũng như là từ những nơi, những cơ sở nấu nhiều đó cả nhà. Hoặc là nhỏ lẻ về để bán đó thì mới đóng những cái túi bự như vậy nè. Bầu bí, xoài, ủ qua, đủ các thứ luôn á. Thôi thì toàn cảnh khung chợ cũng vắng vẻ này, chuyện Kim cũng ghi hình rồi cũng gửi cho cả nhà xem. Có lẽ mình cũng xin tạm dừng video ở đây nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành cùng với kênh Chung Một Vòng Tay. Giờ đây xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình có ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật vui và thật hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cũng quên nữa, xin chúc bà con mình buôn may bán đắt nữa nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.